Tất cả chúng ta đều biết rằng không ai có thể ôm trọn được hết 2 tỷ khán giả trên YouTube. Nhưng làm sao để biết được miếng bánh nào là miếng bánh ngon nhất? Trong clip này, buổi chia sẻ với kênh xây dựng Titan 37, thay vì chia sẻ những bí kíp tăng view tăng sub thì lại rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ. Quay trở về với câu hỏi cơ bản nhất: khán giả của bạn là ai? Phân khúc thị trường nào là tốt nhất, có giá trị nhất đối với bản thân mình? Kênh xây dựng Titan 37 đã làm được 2 năm và đến trước thời điểm buổi nói chuyện ngày hôm nay thì bạn chỉ kiếm được 3.000 sub. Tuy nhiên, sau khi xác định được chính xác khán giả của mình và tức là cái miếng bánh ngon nhất đối với bản thân mình, thì chỉ trong vòng 6 tháng kênh của bạn đã tăng lên tới 37.000 sub. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông, đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Số lượt xem tăng 36%, thời gian xem tăng, người đăng ký tăng, cái gì cũng tăng nha. Cái gì cũng tăng ạ, nhưng mà nó tăng theo cái kiểu là nó bé quá thì nó tăng nhẹ nhẹ đấy thôi. Thì phải thế thôi chứ, phải bây giờ phải từ từ thôi. Đấy là tại vì ông còn có trend hơi thô kia đấy, nó làm nó giảm giảm cái đồ đa tăng của ông đấy. Không, đúng là cái trend hơi thô thật. Ok, thế thôi. Thế bây giờ em dạo này em làm về, trước em nói có hai đối tượng khán giả là dân trong nghề xây dựng, hay là những người gì nhỉ, những người mà kiểu đang muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin để họ xây nhà cho chính người ta. Thế thì bây giờ em phân loại đối tượng khán giả như thế, thì bây giờ em định chiến lược em như nào? Những cái series như này này, hồi trước em đổi hết lại cái thumbnail rồi. Những cái này thì gần nó không liên quan lắm nên em không dành nhiều thời gian chăm sóc, thì em cứ để kệ nó thế. Đấy, những cái video này thì em để kệ nó này. Còn những cái này em đổi lại hết thumbnail. Kể cả những cái đây, những cái thực hành thiết kế kết cấu em đổi lại hết thumbnail rồi. Để mà gọi là những cái series này là phục vụ cho anh em trong nghề. Mà ban đầu thì em hướng đến đối tượng là kiểu như kiểu là sinh viên chuyên ngành ấy, hoặc là những cái kỹ sư mà mới ra trường ấy, thì người ta sẽ quan tâm lên vấn đề này nhiều hơn. Thì đến bây giờ là cái series này thì đành phải tạm dừng này, tự học etap này thì đành phải tạm dừng để gọi là chờ cái thời gian tới như nào đã. Mặc dù là em thì em vẫn muốn là thực hiện tiếp cái series này, như kiểu là để mình gọi là, tại vì anh em comment cũng ủng hộ rất là nhiều ấy, nên em vẫn muốn là phục vụ những cái đối tượng mà kiểu anh em trong nghề. Thứ nhất là để giao lưu với nhau, thứ hai là cũng là một cái đối tượng gốc, cũng là cái khán giả gốc của kênh của em ấy. Còn những cái video như này thì thực ra là em đang muốn là, những cái video như này thì bản thân em phân loại thì nó nhằm vào cái đối tượng là người ngoài, người không trong nghề nhưng mà muốn tìm hiểu thêm thông tin ấy. Nhưng mà thực tế thì khi mà có những cái anh em bình luận thì phân loại ra thì em lại thấy là cũng có rất nhiều người là từ những cái group mà chuyên ngành của em này này, người ta xem mà người ta bình luận bảo là cố gắng chia sẻ nhiều hơn ấy. Tại vì kiểu cũng có những cái thứ mà trong nghề thì nhiều người biết, nhưng mà những cái anh em mà đang còn non kinh nghiệm thì họ cũng không biết thật, thì người ta cũng muốn xem. Nhưng mà những cái thứ này thì chia sẻ nó gọi là nó dễ hình dung hơn, và hầu như ai tiếp cận thì cũng có thể hiểu được. Thì em thì em sẽ đẩy mạnh cái nhóm đối tượng khán giả mà gọi là không thuộc làm trong nghề hơn. Tại vì nói gì thì nói, đến những cái nhóm đối tượng khán giả này thì mới có khả năng để quay lại chuyển đến khách hàng của bên em. Còn những cái nhóm đối tượng khán giả mà anh em trong nghề thì đương nhiên là họ xem và họ ghi nhận thế thôi, còn không bao giờ họ trở thành khách hàng của bên mình được. Họ chỉ có thể trở thành những người anh em của mình thôi. Đấy, mấy ông ấy thì lại được cái đúng thì chả thấy im im, chả thấy nói gì, mình lỡ nhỡ miệng nói sai thì lại vào chửi như chó, đúng không? Nhức đầu lắm. Nhức đầu cơ. Mấy thanh niên pro. Kiểu không kiểu Việt Nam mình như thế mà. Xác định là thò mặt ra cho Việt chỉ Nam. Chỉ chờ người khác sẩy chân để. Vâng. Kiểu thò mặt ra thì xác định là sẽ bị ăn đạn, còn sớm muộn hay là ít nhiều thì thôi, còn chắc chắn là ăn đạn mà. Nên là cái đó thì gần như là phải chuẩn bị tâm lý mới làm ở Việt Nam, chứ còn không thì chả dám làm. Ok. Thế thì tức là cái series này là em muốn là, nghĩa là thực ra những cái giá trị mà em chia sẻ trong video là giá trị thật. Và em cũng mong muốn thật là những cái người mà đang họ có ý định xây nhà thì họ cũng có thêm những kiến thức để mà có thể là trong quá trình làm nhà thì họ hiểu và họ yêu cầu thợ đúng hơn, hoặc họ giám sát thợ như nào đấy chẳng hạn, kiểu kiểu như thế. Mà ngược lại thì có những người là
có thể là từ những cái video của họ xem của mình ấy, thì họ cũng thấy à, ông này là một ông làm nghề và ông có tâm, ông làm thật chứ không kiểu gian dối như cái mác cắn cho nghề xây dựng là mấy thằng xây dựng toàn là mấy cái thằng vô trình công trình ấy, kiểu như thế. Thì biết đâu những cái khán giả đó lại quay lại công ty tư nhân hay là công ty nhà nước? Công ty tư nhân ạ. Em đã làm vị trí gì ở trong công ty? Em với bạn em thành lập anh. Thì bạn em và bạn em thành lập mà chuyên về xây nhà. Dạ em làm nhà tư, dạ công ty nhân dụng nhà tư nhân thôi. À nhà tư nhân, ok. Nhưng còn em không đụng vào cái mảng nhà nước. Nên là tại sao mà em vẫn muốn là nhưng mà từ trước đến giờ đã có cái gọi là khách hàng nào từ kênh YouTube khách hàng chưa? Khách hàng từ kênh YouTube thì em nghĩ là chưa. Chưa. Tại vì thực ra cái lượng view trước đây của em toàn là anh em trong nghề là chính mà. Thì em mới chuyển đổi cái lượng, chuyển đổi cái đối tượng thôi. Ok, từ từ rồi sẽ có, yên tâm. Nhưng mà như thế này anh sợ là nó vẫn đang còn hơi quá là học thuật xa. So với một người cần xây nhà nhỉ. Thực ra những cái video này thì những cái video mà mới đây anh này thì tính học thuật nó không nhiều đâu. Với lại tại vì em cũng hiểu là đối với một người không có nghề ấy, thì cũng sẽ khó hiểu hơn những người có nghề. Nên là kiểu trong quá trình làm thì em cũng có những video hoặc em có những cái hình ảnh em review, em cũng cố gắng phân tích để làm sao mà cho người ta cảm giác người ta dễ hiểu theo cái hướng của em nghĩ ấy. Còn thực ra là đây cái kế hoạch mà chuyển đổi khán giả này thì em vẫn còn một cái đoạn nữa, còn một cái đoạn sau nữa là đến khi mà cái kênh này nó lên rồi ấy, thì em sẽ review những cái kiểu những cái thiết kế của bên em. Em có cảm giác là cái kênh của em nó hơi bị khó lên nhá. Chắc là tới đây thì em dành thời gian em kiểu sản xuất video nó đều hơn trong khoảng 1-2 tháng tới đây ấy, để xem tính hiệu quả của nó như nào. Tại vì em cũng xem qua những cái kênh của một số anh em làm về xây dựng ấy, thì thực tế là kể cả những cái video, những cái kênh mà cực lớn rồi ấy, mà những cái video nghiêng về cái tính chuyên ngành nhiều thì view cũng thấp lắm. Kể có những kênh mà đến 200k sắp rồi, nhưng mà những cái video chuyên ngành thấp cực. Đương nhiên, nhưng mà ngày hôm qua hôm kia gì ở trên cái group Việt YouTuber sẽ nói đấy, mình đầu tiên cái việc quan trọng nhất là mình phải xác định mục tiêu mình làm video, mình làm kênh YouTube để làm gì. Nói không? Yeah. Thì cái việc làm kênh YouTube để làm gì sẽ xác định nó sẽ ảnh hưởng đến cái chủ đề mà mình lựa chọn, cái cách tối ưu của mình, cái cách, cái lịch trình video của mình, mọi thứ nó đều ảnh hưởng cả. Đúng không? Bây giờ em phải xác định lại một lần nữa. Bây giờ anh thấy em khá rõ ràng hơn ngày trước, em làm một cách hơi nữa là làm theo bản năng, thích cái gì làm cái đấy. Bây giờ em đã có định hướng hơn. Tức là thì như cái lần gặp đầu tiên của em với anh ấy, thì em có nói ngay là cái định hướng ban đầu của em là sai. Sai là bởi vì em vốn dĩ là làm kênh này mang để mà quảng cáo, nhưng em lại đánh nhầm đối tượng. Thì em nói vừa rồi là cái đối tượng là anh em chuyên ngành, chuyên trong nghề ấy, thì không bao giờ có thể trở thành khách hàng của bên em được cả. Họ chỉ xem xong họ ghi nhận và họ đi ra thôi, chứ còn không bao giờ họ trở thành khách hàng của bên em. Thì đấy là lý do tại sao mà. Thì mình làm cái gì? 1 triệu view ở đấy cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Dạ, đấy. Nên là tại sao bây giờ em đang chuyển đổi cái nhóm đối tượng khách hàng mà có thể chuyển thành khách hàng của em là sang những cái video mà nó ít tính học thuật hơn, như anh nói là ít tính học thuật hơn, mà hy vọng là kiểu trong quá trình xây nhà người ta vướng chẳng hạn, người ta ở đâu đó người ta tìm Google, người ta tìm YouTube thì lại sẽ thấy kênh của mình là à, ông này đang chia sẻ những cái vấn đề mình đang cần tìm như thế. Cái vấn đề của em cũng hoàn toàn giống với cái vấn đề của anh. Không phải vì view. Mình biết là có những ví dụ như trend trước chẳng hạn là anh nhìn anh phát anh biết liền, hoặc là những cái từ khóa mà lưu lượng tìm kiếm lớn, ví dụ như làm kênh YouTube kiếm tiền như thế nào chẳng hạn, hoặc là tin độ gọi là sơ cấp ấy, lưu lượng tìm kiếm nó lớn anh biết làm sẽ có view liền, nhưng anh không làm. Anh hiểu không? Anh cái mục đích của anh nó hoàn toàn khác, cho nên anh sẽ nói những vấn đề cực kỳ gọi là cao cấp, tại vì anh muốn hướng đến những cái đối tượng mà có thể hiểu được chuyện đấy. Những
người mà đầu óc có thể hiểu được những chuyện đấy thì người ta mới làm kênh YouTube lên được, chứ còn mà những người mà nói những chuyện chỉ hiểu được những chuyện cơ bản thì mình có chỉ đến già người ta cũng chả làm lên được. Cho nên là bây giờ em lên được một trình độ, một gọi là một level, một trình độ về phân loại khán giả rồi, bây giờ em nghĩ tiếp là bây giờ mình sẽ phục vụ cái đối tượng khán giả nào mà có lợi ích cho cái ngành nghề của mình, cho cái công ty của mình. Bây giờ anh nghĩ là bây giờ em bắt đầu đã mường tượng ra rằng là cái việc mà làm YouTube, cái đối với cái đề tài của em ấy, cái chủ đề của em ấy mà làm YouTube để có view, mà cái tiền từ quảng cáo của YouTube là không thể đủ bù lại những cái công sức của em bỏ ra được. Đúng ạ, chính xác. Mường tượng ra được chuyện đó chưa? Trước khi chuyện với anh là anh nghĩ là em chưa mường tượng ra được chuyện đó. Thực ra là em khi mà em làm đến cái thời điểm này là kênh phải đến, nếu mà tính thời gian phát triển là phải 2 năm ấy, thì thực ra là em không còn nghĩ đến cái chuyện là cái kênh này nó sẽ mang lại cho nguồn kinh phí quảng cáo quá nhiều. Ok, đồng ý. Nhưng mà bù lại ấy, thì cái việc mà từ cái kênh YouTube này có thể làm cái, em xác định cái mục đích là làm cổng để quảng bá cho cái công ty Titan 37 của em chẳng hạn, là cái việc hoàn toàn có thể làm được. Đúng không? Tại vì tỷ lệ, thông thường tỷ lệ mà gọi là từ view hay từ lượt hiển thị ấy mà chuyển thành khách hàng ấy là bình thường là khoảng 1-2%, giỏi thì lên đến 5%, còn kém thì thấp hơn đó một tí. Giờ em chỉ cần cái view của em được ví dụ như 1.000 view một video đấy chẳng hạn, thì trung bình em sẽ chuyển đổi được thành 10 khách hàng, 5 khách hàng. Thế là quá tuyệt vời. Chứ còn gì nữa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là em phải hướng đến cái chủ đề của em làm. Em phải chọn chủ đề nào hướng đúng mà cái khách hàng của em đang cần. Đúng không? Thì như em nói lúc nãy, em nói qua mặt chút. Tức là em có nói là cái mà những cái video mà kiểu chia sẻ mặt kỹ thuật, nhưng mà nghiêng về cái hướng là để cho người không có nghề người ta nghiên cứu ấy, nó chỉ là một cái bước tiếp theo thôi. Còn cần những cái em phải đánh xa hơn về cái chiến lược đấy nữa. Là, chứ còn như anh chẳng hạn, như ví dụ như anh nhà một người bình thường, anh nhìn cái tiêu đề của video với cả hình đại diện video của em là anh vẫn chưa hiểu, chưa biết đấy là cái mình muốn, mặc dù ví dụ như anh đang muốn xây nhà. Hiểu chưa? Em phải đi tiếp sâu hơn về cái hướng đó. Cái việc mà e-tab nó quét bản quyền mạnh có thể là một điều không tốt, nhưng mà hóa ra là một điều hay đối với em. Nhất là vô tình là bây giờ em đang làm hai chủ đề khác nhau, thì tự nhiên bây giờ bắt buộc em phải xoay sang một chủ đề, em không thể làm cái chủ đề kia nữa. Đó là cái điều hay thứ nhất. Thì đương nhiên bây giờ không biết là em có xem mấy bài post trên group của anh chứ không. Cái cách dễ như lên nhất của một kênh YouTube là làm một chủ chuyên một chủ đề, chuyên một từ khóa. Em hiểu không? Yeah. Tất nhiên là khi mà mình đã chọn đánh từ khóa nào thì mình phải giỏi nhất trong cái từ khóa đấy. Mình phải gọi là trong ngành, trong giới của mình phải giỏi nhất thì đương nhiên mình mới lên được. Chứ còn chọn từ khóa ngon mà xong rồi mình cũng lẹt đẹt thì thua. Trình độ chuyên môn của mình cũng đen đẹp thì thua. Thì bây giờ em phải suy nghĩ, em tưởng tượng khách hàng của em là ai, của công ty của mình sẽ là ai, và mình giải quyết vấn đề cho những người đó. Đấy, em phải suy nghĩ hơn về khán giả của mình, những khán giả nào mà mình muốn hướng tới, em nhớ. Xong rồi đó, mình mới lắng nghe những khán giả đấy, và mình giải quyết vấn đề cho những khán giả đấy. Chứ còn không thì còn video không cần phải đăng dài, không cần phải đăng liên tục đâu, một tuần ra một video, hai video là được rồi, không cần phải nhiều đâu. Anh quay lại vừa em mở cái chỗ video, anh xem những cái video bây giờ em làm trên kênh của em, anh xem kênh này được bao nhiêu ngàn sub rồi nhỉ? Được 3.300 hơn một chút thôi. Không đáng kể, đáng kể. Nhưng mà cũng có tiềm năng, cần phải mở kênh mới đâu. Nói chung là như em nói nãy giờ thì
thì anh nghĩ là không cần phải mở kênh mới đâu, để đối tượng này cũng người ta cũng xem những đề tài. Nếu mà em đi theo cái hướng gọi là ít kỹ thuật hơn mà thiên về gọi là khách hàng hơn. Dạ. Tại vì cái những cái video mà thiên về khách hàng nhiều hơn này thì cũng như anh nói cũng đúng, là nó đang còn có những cái tính gọi là kỹ thuật nhất định, mà gần như là kiểu là khi người ta làm nhà rồi người ta gặp thì bắt đầu người ta mới đi tìm hiểu thông tin ấy. Nhưng mà em thì em muốn là cái này nó em sử dụng cái này như một bước điểm để mà làm cái bước thứ ba là anh hiểu em muốn có một cái lượng khán giả nó cũng gọi là tương đối cho kênh rồi ấy. Thì em mới đẩy cái bước thứ ba là review những cái thiết kế của bên em, tại vì em để ý rồi là bởi vì ví dụ như kiểu bây giờ người ta muốn xây nhà thì đầu tiên người ta sẽ lên mạng, người ta tìm cái mẫu nhà, những cái tại vì ở Việt Nam thì không phải là nhà ai cũng thuê thiết kế đâu, mà lại bây giờ người ta kiểu muốn cái tâm lý ngon mổ rẻ mà, để người ta muốn tìm những cái mẫu có sẵn ở trên mạng rồi kiểu như thế đấy. Thì thậm chí là đến khi mà từ cái ý tưởng ban đầu là không muốn thuê thiết kế, nhưng mà họ tìm thấy ở trên ảo cái phong cách của đơn vị này thiết kế nó cũng phù hợp với nhà mình chẳng hạn này, thì lúc đó người ta mới liên hệ. Tại vì bạn em nó cũng làm, và nhưng mà nó không làm đi theo hướng YouTube này, mà nó làm web và nó chạy quảng cáo, nhưng mà cuối cùng nó cũng phần nào là không hiệu quả, bởi vì cái tiền quảng cáo thì tốn nhiều, mà gần như khách hàng kích vào xong lấy ra, hay hoặc là hỏi Google vài ba câu xong là người ta cũng lặn luôn ấy, nên là tốn tiền quảng cáo mà lại không ra đơn hàng. Thì em muốn là dùng cái YouTube này để mà gần như là chiếm cái lòng tin của khán giả trước đã, rồi khi đó em mới bán hàng thì nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ tự nhiên mà em đưa hàng ra em bán thì chắc là cũng không ai mua. Đấy, nên là em muốn dùng những cái series kiểu như này để mà cho họ thấy là đúng, những ông này làm xây dựng họ làm cũng rất nghiêm túc, chứ không phải là những anh làm gian làm dối gì cả. Thì khi đó thì em nghĩ là việc họ tiếp cận với mình để mà mua một cái gì đó thì dễ hơn là bây giờ. Hay khó ở chỗ là ví dụ như bây giờ em giải quyết vấn đề buộc thép như thế nào cho đúng kỹ thuật chẳng hạn, nhưng mà cái ông nào vào tìm hiểu cái video buộc thép cho đúng kỹ thuật thì ông đấy lại đã xây nhà rồi vậy? Xây nhà rồi. Dạ em hiểu, nhưng mà thực tế là em chơi cái... ông ấy vào ví dụ ông tìm hiểu xong rồi bảo là công ty này chắc là ăn được, thấy nhìn ok, hướng dẫn ok các kiểu, chắc lần sau xây nhà tôi sẽ chọn công ty này, thế thì mẹ sao? Không hẳn anh, là tại vì cái ngành của em thì kiểu người ta tin tưởng và người ta giới thiệu với nhau nhiều ấy. Nghĩa là ví dụ như anh xây nhà rồi, nhưng mà sau đó ông bạn anh xây nhà ngồi nói chuyện tôi bảo là có cái bọn này kiểu như thế, thì nó cũng là một cái, tất nhiên là đúng như anh nói là nó cũng kiểu nó đang hơi đi đường vòng thật, chứ nó không phải là một cái đường thẳng. Nhưng mà cái này nó rất quan trọng, tại vì mình phải xây được cái nền móng chắc chắn này thì mình những cái sau này mình đi nó mới đúng hướng được. Giống như kiểu người ta hay nói là lên nhầm chuyến tàu thì mình có đi ngược lại các toa thì cũng vô ích. Em hiểu không? Nên đầu tiên mình phải chọn đúng chuyến tàu đã. Đấy, cái việc này rất là quan trọng. Bây giờ như này, trong cái việc cái đối tượng khán giả mà cần, cái đối tượng khách hàng mà cần xây nhà ấy, thì có nhiều cách để tiếp cận khác nhau. Phân khúc thị trường nó khác nhau. Có người thì thích nhà một gian, có người thì thích ba gian, có người thì thích tự xây, có người thì tự thiết kế, có người thì thích đi thuê thiết kế. Có người thì thích màu hồng, có người thì thích màu đỏ. Với từng đối tượng khách hàng khác nhau đấy thì mình sẽ tìm cái cách nhà marketing, cái cách tiếp cận khác nhau để mình hấp dẫn được người ta. Mình không thể một mình ôm hết được cả thị trường được. Trong số những người đấy thì em có thiên hướng đối với những người mà gọi là có kiến thức về kỹ thuật một tí, hiểu biết về kỹ thuật một tí, muốn tự mình tham gia vào cái việc xây nhà nhiều hơn, thì em nên đánh vào cái đối tượng đấy. Chứ còn không nên đánh vào cái đối tượng mà người ta chẳng làm gì, chỉ muốn gọi là quăng cho mày một cục tiền hoặc làm từ A đến Z cho tôi. Đúng rồi, tại vì muốn marketing em đối tượng đấy nó rất là khó. Em cắt lấy một chút, là tại vì thực ra cái thị trường của em bây giờ nó là thị trường nông thôn mà. Thì ví dụ ở thành phố chẳng hạn, thì người ta sẵn sàng tôi giao cho ông 5 triệu một mét, 6 triệu một mét, ông xây cho tôi cái nhà như này là xong. Đến lúc xong rồi tôi cầm chìa khóa vào tôi ở. Nhưng em đang ở thị trường nông thôn thì cái chuyện đó em vẫn nói vui là đến lúc mình đi tàu bay 6 ván rồi vẫn chưa đến cái đoạn đấy, là bởi vì thực ra bây giờ nông thôn thì cái tâm lý là kiểu làm nhà thì có ông nội ông ngoại rồi này nọ giúp một tay ấy, còn quan chức thì lại có thằng nọ thằng kia nó biếu xe đá xe cát, nên là người ta vẫn phải tự đứng ra người ta lo.
chứ người ta không 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 giao khoán một cục như thế. Đấy là, mà khi em tiếp xúc với khách hàng của em thì em để ý là những cái đối tượng khách hàng mà trẻ tuổi ấy, thì khi làm nhà người ta lại tìm hiểu rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều. Còn đối tượng mà trung niên rồi thì người ta không 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 quan tâm đâu. Đề tài đối với kênh YouTube của em rất là đơn giản. Hàng ngày khách hàng đến hỏi thăm công ty em rồi này nọ, người ta đặt những câu hỏi gì em nốt câu hỏi đấy, em trả lời cho người ta như nào em nốt lại, em trở thành một video rồi em đăng lên thôi. Vâng. Xong rồi em sau đó quan trọng là em tối ưu hóa những cái đấy để cho ví dụ người mà đã đặt ra một câu hỏi đấy thì trong 100 triệu dân Việt Nam nhân lên thế nào cũng phải có đến những người cùng một câu hỏi như thế trong đầu. Vâng. Người ta có tìm kiếm được mình hay không thôi. Xưa là em xác định khán giả của em là những người làm nghề xây dựng. Dạ. À, những người làm nghề xây dựng thì chả có tác dụng cho em bao nhiêu. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ em đang nghĩ là chuyện là em sẽ chuyển nhà vào Sài Gòn ở chẳng hạn, em sẽ xin đầu quân vào làm kỹ sư xây dựng của một công ty lớn chẳng hạn, làm kỹ sư trưởng của một công trình nào đấy, thì em sẽ làm theo kiểu như này, xong rồi em đưa cái hồ sơ này vào cái hồ sơ xin việc của em để người ta nhìn thấy là em có kiến thức, có kỹ năng để người ta tuyển em vào làm chẳng hạn, thì làm theo hướng đó. Còn đi phục vụ mấy ông pro này làm gì, trong khi em cần hướng tới những khán giả bình dân hơn, những đề tài bình dân hơn. Quay lại như thế thì cái việc mà bắt những cái trend ở bên ngoài nó cũng dễ hơn. Yeah. Đúng không? Anh xem tí số liệu phân tích xem nào. Nói chung là chủ đề nó kén người, để mà view lên một phát thì chắc là khó. Nhưng mà kiểu nó cứ lên đều chứ nó cũng không dừng lại. Thực ra được mà, ừ, em cứ làm bền bỉ một tuần một video là cứ bền bỉ cứ 5%, 10% cứ thế tăng lên là nó sẽ lên mà. Em thì em đang tính là kiểu em thời gian tới đây em sẽ up nhiều vào kiểu thứ bảy chủ nhật ấy. Tại vì đến thời điểm ấy, thời điểm người ta tìm kiếm nhiều hơn, người ta thảnh thơi hơn để tìm kiếm ấy. Sao em biết? Thì hầu như cuối tuần là cái kênh của em, cái số lượt view nó cũng lên mà. Dạ, chờ gặp kỹ nhỉ. Ừ, ok, đúng, hợp lý. Người ta toàn đang tối thứ 6 về hoặc là sáng thứ 7 đấy. Dạ đấy. Xem nào, xem tiếp, xem các video hàng đầu nào, xem thêm nào. Đấy, thì ngày xưa là toàn bộ những cái video thiết kế kết cấu thì nó đứng đầu hết. Bây giờ dần dần nó đã bị đẩy xuống rồi. Tất nhiên là những cái video kia nó chưa đủ lớn để đẩy xuống hết được. Thiết kế kết cấu nhà phố bài 2. Kiểm soát chất lượng bê tông tươi. Thiết kế kết cấu nhà phố bài 3. Thôi đừng có... À, đấy là mấy video cũ hồi xưa hả? Dạ, đây là những video cũ hồi xưa, nhưng đến bây giờ nó vẫn đang còn nhiều view lắm. Đang còn nhiều view hơn những cái video mới. Tại vì em vừa mới chuyển đổi cái đối tượng mà, nên là những cái view mới nó chưa đủ mạnh để áp được những video cũ đi. Uh-huh. Ok, phải chấp nhận thôi. Em bấm vào nguồn lưu lượng truy cập xem nào. Bấm video đề xuất. Kênh đề xuất qua lại nhau hả? Kênh đề xuất qua lại nhau nhiều. Nhưng mà những cái video mới đây thì lại bên ngoài đề xuất cũng có. Còn những cái video mà kiểu thiết kế này thì gần như là kênh em tự đề xuất cho nhau thôi. Ok, từ từ. Từ từ để học cách cầm cương. Ngay cái cực kỳ quan trọng đó, độ sụt này là của kênh bên ngoài đề xuất này. Đâu? Cái cực kỳ quan trọng trong ngoặc kép lại là của kênh bên ngoài nè. Đo độ sụt trước khi đổ bê tông sàn. Dạ đấy, là của kênh bên ngoài đề xuất, nó được bảo dưỡng bê tông mái sau khi đổ mái đấy cũng là của kênh bên ngoài nè. Ok. Nghĩa là những cái đề xuất này hầu như đều là do những cái video mới em up lên cả. Good. Có lý đấy chứ. Quay lại nguồn lượng truy cập nào. Tìm kiếm trên YouTube xem nào. Hôm nay là chuyện với cả hai kênh đều đang trong giai đoạn chuyển mình.
chuyển mình hay hai cách khác nhau thôi, chứ còn trong giai đoạn bây giờ chưa quan trọng lắm. Bây giờ mình xác định đối tượng khán giả, xác định chủ đề, xác định cách làm. Bê tông tươi nhiều nhất. Nhiều nhất là vì em làm luôn một lúc 3 video về bê tông tươi mà. Em thấy không? Em thấy không? Em hoàn toàn có thể điều khiển được thuật toán nhé. Mức độ phát triển của kênh mình thì tùy theo sự bền bỉ thời gian lâu dài của mình thì cái đề xuất nó, cái view nó ít nhiều khác nhau, nhưng mà em hoàn toàn có thể nắm nó. Miễn sao em nghiên cứu từ khóa cho kỹ vào. Đầu tiên là xác định khán giả nào mà mình muốn hướng tới là bước 1. Bước 2 là người ta có những vấn đề gì cần phải giải quyết, đúng không? Trong cái vấn đề đấy cần để giải quyết đấy, em bắt đầu ra em đi nghiên cứu từ khóa. Nghiên cứu từ khóa xong rồi em bắt đầu mới trở thành chủ đề để làm video của em, đúng không? Yeah. Xong rồi bắt đầu từ bước đấy bắt đầu mới học các chiếc YouTube tối ưu hóa này nọ các kiểu, thì nó mới xuôi hơn. Hôm qua mà em đọc cái bài trong group của anh gọi là YouTube Việt Nam thì hay làm ngược là làm video xong bắt đầu mới đi tìm từ khóa. Mà nên hôm nay em thử là em tìm một cái từ khóa là cái video mà em đang để riêng tư đây. Đây là thép lâu tường đây. Thì em mới tìm cái từ khóa về cái phần thép lâu tường này trước. Sau em phải làm video này thì em muốn dự định up hôm nay, nhưng mà lại kiểu lịch up của em là vào 8:15 tối. Nhưng mà cái video này em plan nó không kịp, nên là thôi cứ để đấy rồi hôm sau chắc là để vào thứ sáu này up lên thôi. Tường à? Yeah. Nhưng mà em làm như thế vẫn đang ngược, em dựng video xong rồi em mới bắt đầu nghiên cứu từ khóa cũng ngược mà. À không, tức là em tìm cái từ khóa này trước này, thì sau em mới chọn cái chủ đề này để em làm video. À thế à? Yeah. Em tìm từ khóa thép rô tường kia em thấy thế nào? Cái từ khóa này thì thực ra là kiểu thứ nhất là khi mà em gõ cái thép râu này này, em mới gõ cái thép râu này thôi. Thì bắt đầu nó mới gợi ý một loạt là thép râu tường, thép râu cột. Thực ra những cái này đều là một thôi, nhưng mà kiểu cách gọi khác nhau của các nơi khác nhau đấy. Thì sau khi em tìm từ khóa xong thì mới mở ra là cái thép râu này thì quy cách như nào, cách thi công như nào ấy. Thì cuối cùng trong em mới giải quyết trong cái video này là tất cả những cái từ khóa đó là em giải quyết trong một cái video này luôn. Như thế là anh thể tiến thêm được một bước xa đấy đấy. Yeah. Là một mấu chốt cực kỳ quan trọng trong việc chọn chủ đề làm đấy đó. Nhưng mà đấy là mới nói về vấn đề YouTube thôi. Còn bây giờ em, đối với bản thân của em ấy, bản thân cái công việc của em ấy, thì em phải giải quyết thêm một vấn đề mấu chốt quan trọng thứ hai nữa là ví dụ như thép râu tường này ấy, là vấn đề của dân xây dựng ở trên YouTube, đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là em không nên chọn giải quyết vấn đề cho những người đó, chọn giải quyết vấn đề cho những khách hàng mà em muốn hướng tới. Em phải đi thêm một bước nữa.